Những người chưa tiếp xúc trực tiếp với Trần Minh Vương mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì rất dễ cảm thấy chàng trai trắng trẻo, đẹp trai, có nụ cười hiền từ này thực sự rất khó gần. Nhưng khi tiếp xúc và thân rồi thì mới thấy Trần Minh Vương hoàn toàn khác, cũng rất hóm hỉnh, tinh nghịch, rất là chân thành. Chỉ là Vương thì không thích ồn ào hay là phô trương mà thôi. Để ý Minh Vương trong một thời gian đủ dài cùng với những câu chuyện từ những người thầy, những đồng đội và của chính Vương thì tôi nhận thấy rằng cầu thủ này thực sự ý chí, nghị lực, bản lĩnh, chuyên nghiệp với những suy nghĩ vô cùng tích cực và chín chắn. Trong chương trình Vlog Minh Hải của tuần này thì tôi xin kể thêm một vài câu chuyện cảm động nữa về Minh Vương. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có thêm những cái chi tiết quan trọng về một cầu thủ cũng rất dễ thương của V-League. Như bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra ở miền quê khác thì Minh Vương sớm bị trái bóng mê hoặc. Những buổi chiều tan học thì Minh Vương thường lập đội để chiến đấu với những người anh lớn tuổi hơn ở trong xóm. Trên sân thì Minh Vương luôn là cầu thủ chơi nổi bật nhất, với kỹ năng chơi bóng rất toàn diện, rất kỹ thuật, đầu óc, tốc độ và đặc biệt là đánh đầu rất hay, nên toàn là trụ cột của các đội và cũng được rất nhiều đội chèo kéo. Các huấn luyện viên phát hiện được và đưa em vào đội tuyển trường, đội tuyển xã, đội tuyển huyện và Minh Vương đã trở thành nhà vô địch ở tất cả các lứa tuổi trẻ ở Thái Bình. Minh Vương sẽ không thể theo được sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp nếu như không có người cha rất đam mê và ủng hộ con hết mình. Con đi đá bóng ở đâu là ông đi theo ở đó, thậm chí bỏ cả công việc để đi cổ vũ cho con của mình. Bố cũng là cổ động viên rất là nhiệt tình, bất cứ đó là ở giải nào, từ giải đấu ở xóm hay là cấp quốc gia. Thi đấu rất nổi bật ở các giải trẻ, Trần Minh Vương dễ dàng được nhận vào đội bóng năng khiếu của tỉnh Thái Bình và là đồng đội của Nguyễn Tuấn Anh từ đó. Đến năm 13 tuổi, tưởng là Minh Vương và cả Tuấn Anh nữa phải giải nghệ vì Thái Bình chỉ nuôi cầu thủ đến năm 13 tuổi. Thì bố của Minh Vương đã nghe được trên loa phóng thanh của xã thông báo rằng Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG sơ tuyển và ông quyết định đăng ký cho con mình thi tuyển đợt đó. Nhóm tuyển sinh của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG rất ấn tượng với Minh Vương bởi lối chơi thông minh, kỹ thuật khéo léo, động tác thì rất gọn. Minh Vương được nhận vào vòng thi tuyển cuối cùng ở Gia Lai. Tuy nhiên, khi nhận được giấy báo muộn hơn 3 ngày mà vòng tuyển chọn chỉ kéo dài có 5 ngày thôi, thì bố của Minh Vương đã gọi điện thoại lên Hoàng Anh Gia Lai để hỏi và quyết định đưa con mình đi thi tuyển với một suy nghĩ rằng muộn còn hơn không. Cuối cùng thì Minh Vương cũng đỗ nhưng lại đứng thứ 17 mà học viện của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG chỉ lấy có 16 cầu thủ. Bởi số lượng cầu thủ là lẻ thì rất khó để xếp trong những bài tập. Huấn luyện viên John Grachan, huấn luyện viên Dương Minh Ninh đều rất tiếc nuối nhưng phải đưa Minh Vương xuống đội năng khiếu, nơi em trở thành cầu thủ xuất sắc nhất và được trao chiếc băng thủ quân. Đưa Minh Vương vào nhập học được 3 ngày thì bố của Minh Vương đột ngột qua đời vì bệnh tim. Vì sợ Minh Vương không chịu nổi cú sốc này và khiến cho sự nghiệp cầu thủ mà cả hai bố con đều rất mong mỏi sẽ tan thành mây khói, thậm chí là sợ cả Minh Vương bỏ luôn cả bóng đá, thì cả nhà đã quyết định giấu. Ở nhà, mọi người đưa tiễn bố về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong khi đó, trên Pleiku, Minh Vương vẫn không hề hay biết và vẫn vui vẻ chơi đùa với trái bóng. Khoảng 2 tháng sau, anh của Vương lên Pleiku thăm em và bắt đầu hé lộ dần dần về sự ra đi đột ngột của bố. Minh Vương vẫn không tin. Gọi điện về cho mẹ, mẹ xác nhận là bố đã ra đi mãi mãi, Minh Vương cũng vẫn không tin. Đến khi về nhà, nhìn thấy di ảnh của bố trên bàn thờ, Minh Vương đã khóc, muốn khóc thật to mà không thành tiếng. Minh Vương bảo rằng là đã 10 năm rồi bố ra đi, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa tin là bố đã mất. Minh Vương vẫn thường nhớ đến bố, lục lại ký ức về người cha thân yêu đã yêu chiều mình và nhiều khi Vương mang nó cả vào giấc ngủ và mong rằng trong giấc mơ của mình thì được nói chuyện say sưa với bố về bóng đá. Minh Vương đã kể với tôi rằng đầu năm 2016, trong khi Vương đã tịt ngòi trong một giai đoạn rất dài, thì tối về ngủ mơ được gặp bố và bố đã bảo rằng vòng sau ghi bàn nhé. Và cuối cùng đúng là ghi bàn thật. Vương ước gì tuần nào cũng được gặp bố, cũng được bố giao nhiệm vụ ghi bàn. Và đó là lý do vì sao mỗi khi ghi bàn thì Minh Vương đều rất xúc động nhìn lên trời cao, nơi đấy bố có thể đang vỗ tay và mỉm cười. Đột ngột mất cha một thân một mình trên Pleiku, Minh Vương may mắn được gặp những người thầy, đặc biệt là thầy Đinh Hồng Vinh, người được Minh Vương coi là người cha thứ hai của mình. Thầy Vinh tận tụy từng ly từng tí với Vương, không chỉ dạy về chuyên môn mà còn dạy cách sống, cách làm người tốt. Những hôm rảnh thì Minh Vương lại về nhà để ăn uống như những thành viên chính thức trong gia đình và đôi khi lại cà phê với thầy để tâm sự như những người bạn với nhau, điều thực sự quý hiếm bây giờ. Hôm vừa rồi thì huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã mua tặng đôi giày và Minh Vương đã ghi liền 2 bàn trong 2 trận đấu và được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên. Minh Vương rất ít so sánh mình với những người khác mà cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Nỗi buồn không đỗ vào học viện nhanh chóng qua đi bởi với Minh Vương, được lên đội 1 càng sớm càng tốt và được chơi ở sân chơi đỉnh cao mới là ưu tiên số 1.
Sau đó thì năm 2014, Minh Vương được đôn lên đội 1, đá ở V-League trước cả lứa của Học Viện, trước cả lứa của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Ghi bàn thắng rất đẹp vào lưới An Giang sau cú solo qua 4 hậu vệ đối phương. Và cũng mùa đó thì Minh Vương giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Lúc đó thì Minh Vương đã bảo rằng có khi mình không lên được Học Viện lại là một cái may mắn. Và cứ như thế thay đổi những suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực. Là cầu thủ thì ai cũng mong được gọi lên đội tuyển, và ngày trọng đại, ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời đã đến với Minh Vương. Nhưng cơ hội ra sân thì không dành cho tất cả mọi người, và trong số tất cả những cầu thủ không được ra sân trong trận đấu đấy thì Minh Vương vẫn là người tận hưởng trọn vẹn từng phút từng giây có mặt ở trên sân. Minh Vương bảo rằng được gọi lên tuyển đã là một thành công rồi, cứ tận hưởng đi đã, sau đó thì chúng ta tiếp tục phấn đấu, bởi vì tất cả mới chỉ là bắt đầu, động lực mới là điều quan trọng. Hồi mới lên đội 1, khó khăn lớn nhất là chấn thương, mà những chấn thương vặt thì luôn khiến cho Minh Vương rất là buồn bực. Cứ hồi phục được một thời gian ngắn, đá được vài trận thì lại phải nghỉ vài tuần vì chấn thương. Phong độ đang lên, đang tiến bộ được một chút thì lại bị đứt quãng. Nhưng chấn thương kỳ lạ nhất của Minh Vương là chứng chèn ép động mạch khoeo, phải vào Nam, phải ra Bắc để tìm bác sĩ. Nhiều bác sĩ bảo là khó có thể đá bóng trở lại vì đó là dị tật bẩm sinh. Cứ đá được 10 phút thì mạch máu lại chèn ép và toàn chân thì lại tê cứng. Thậm chí bác sĩ ở Singapore còn bảo rằng trong suốt quá trình làm nghề của ông mới chỉ thấy 3 bệnh nhân kiểu này. Trong đó thì Minh Vương là vận động viên chuyên nghiệp duy nhất. Tinh thần của Vương lúc đó thì rất bất ổn, chẳng biết là liệu có đá bóng lại được hay không. Nhưng rất may là sau ca phẫu thuật thì Minh Vương đã trở lại gần như bình thường. Tôi đã tìm hiểu và rút ra được một kết luận. Minh Vương là một cầu thủ đầy nghị lực, với những cách suy nghĩ rất là lạc quan và luôn hướng đến những điều tích cực. Minh Vương bảo rằng là Vương lạc quan là bởi đã trải qua quá nhiều những cảm giác tự ti. Không đỗ vào Học Viện, chỉ được chơi ở đội năng khiếu, mỗi một trận đấu không tốt, mỗi một buổi tập không tốt thôi thì Vương cũng rất là buồn và chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Trong những lúc ấy thì Minh Vương phải nỗ lực để học cách sống lạc quan hơn, thay đổi suy nghĩ và hành động của chính mình để làm sao mọi thứ hướng đến điều tích cực nhất. Có thể là mình chưa làm được người khác vui, nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải làm mình vui, làm mình phấn chấn thì lúc đó công việc mới tốt được. Về mặt tính cách con người thì trước giờ Vương vẫn vậy, vẫn rất hiền và rất hòa đồng với anh em bạn bè. Cậu ấy rất chăm chỉ trong tập luyện và rất nghiêm túc. Thì cậu ấy luôn cầu tiến trong công việc và luôn đòi hỏi yêu cầu cao trong từng đường bóng. Thì em nghĩ em mong Vương sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để có thể thể hiện được mình và phát triển hơn nữa. Về chuyên môn thì cậu ấy có khả năng phối hợp tốt và có khả năng xử lý bóng cá nhân tốt. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với huấn luyện viên trưởng Dương Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai và đề cập đến rất nhiều những cầu thủ. Nhưng cảm nhận của tôi là ông luôn luôn nói về Minh Vương với sự hài lòng và say sưa nhất. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh bảo rằng là Minh Vương là cầu thủ đầu tiên ông luôn luôn tiến cử cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trước mỗi lần tập trung. Minh Vương thì luôn gắn liền với từ tích cực, suy nghĩ tích cực, tập luyện tích cực, thi đấu tích cực và sinh hoạt tích cực. Minh Vương là cầu thủ rất biết chăm chút cho sự nghiệp của mình, ý thức về nghề nghiệp rất cao, rất rõ ràng. Ăn uống xong là về phòng nghỉ ngơi, bảo toàn sức khỏe cho mình cho những trận đấu sắp tới. Dưới thời của huấn luyện viên Dương Minh Ninh và giám đốc kỹ thuật Trung Ha Song thì Trần Minh Vương đang phát huy hết khả năng của mình, thi đấu thăng hoa để có một sự nghiệp tươi sáng hơn, cả trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai lẫn trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi tôi hỏi là giấc mơ lớn nhất của em là gì thì Minh Vương đã trả lời: em muốn trở thành một người tốt rồi đến một cầu thủ giỏi. Cả hai yếu tố này thì tôi đều cảm nhận được một cách rõ ràng là Minh Vương đang làm rất tốt, nhưng Minh Vương vẫn có thể làm tốt hơn được. Chúc cho Minh Vương thành công và cũng xin cảm ơn Minh Vương đã bổ sung thêm một gam màu rực rỡ nữa cho bóng đá Việt Nam. Và Vlog Minh Hải cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình.